Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 13 tháng 3 năm 2023 do Emily và Cộng Sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Trở lại bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị bài bình luận với tựa đề sau đây. Chiến binh Donald Trump gửi lời trăn trối cuối cùng trước khi tham gia trận chiến sinh tử với nhà nước ngầm. Quý vị thân mến, Tổng thống Donald Trump vào ngày 10 tháng 3 đã một lần nữa khẳng định lại với người dân Hoa Kỳ rằng vào năm 2016, tôi đã tuyên bố, tôi là tiếng nói của các bạn. Tuy nhiên, ngày hôm nay, tôi là chiến binh, là công lý của các bạn. Và đối với những người đã bị ngược đãi và phản bội, tôi là sự trừng phạt của bạn. Lời của Tổng thống Trump rất trang trọng và tập trung nhắm thẳng vào nạn tham nhũng của nhà nước ngầm, chủ nghĩa toàn cầu ngấm ngầm và sự vượt quá giới hạn của liên bang. Đối với người dân Mỹ, Tổng thống Trump chắc chắn là một nhà vô địch trong mọi cuộc đấu tranh cho tự do. Khi đất nước và thế giới đang dần tiến tới chiến tranh hạt nhân, sự tàn phá về kinh tế và sự tấn công không ngừng của những người nhập cư bất hợp pháp đã khiến cho hàng trăm triệu dân Mỹ cảm thấy bất an. An nguy của đất nước này đang rơi tự do, chính phủ thì tiếp tục in hàng ngàn tỷ đô la và chơi trò chơi nguy hiểm với các cường quốc hạt nhân như Nga và Trung Quốc. Đây là trận chiến cuối cùng. Họ biết điều đó, tôi biết, bạn biết điều đó, mọi người đều biết điều đó. Đây chính là nó, hoặc họ thắng hoặc là chúng ta thắng. Quý bạn bè bằng hữu thân mến, năm 2024 không chỉ là một cuộc bầu cử bình thường, cũng không chỉ là một cuộc vận động cho các chính sách lập pháp đơn giản. Con đường dẫn đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 là cuộc chiến của nước Mỹ để giành lại độc lập và tự do từ tay những tên bạo chúa đã cướp đi quá nhiều thứ trong 2 năm qua. Khi Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở, quốc gia này đang trên đường phục hồi kinh tế sau sự tàn phá của đại dịch coronavirus. Hoa Kỳ độc lập về năng lượng và dần đạt được sự thống trị về năng lượng. Khi Tổng thống Trump tại vị, ông đã và đang ngăn chặn sự tàn phá khủng khiếp của đầm lầy Washington, vạch trần đám Reynolds đảng Cộng hòa và đảng Dân Chủ vì sự gian dối và tham nhũng của họ. Đối lại, các phương tiện truyền thông chính thống vì chút tư lợi mà không ngừng tấn công ông Donald Trump. Đảng Dân Chủ đã đưa ra 2 bản luận tội giả mạo chống lại ông. Các phương tiện truyền thông dòng chính và các nhà lãnh đạo chính trị đã công bố những cáo buộc sai lầm nghiêm trọng. Và giấy không gói được lửa. Hiện nay, mọi bản luận tội đó đã bị bác bỏ và Donald Trump đã bị vu oan ngần ấy năm. Chưa hết, Đảng Dân Chủ đã thành lập Ủy ban ngày 6 tháng 1 để điều tra cuộc nổi dậy tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, với mục tiêu duy nhất là ngăn Tổng thống tái tranh cử vào năm 2024. Nhưng sự việc ngày hôm nay cũng đang dần sáng tỏ khi mà 41.000 cảnh quay ngày hôm đó sắp được công bố. Vào năm 2020, người dân Hoa Kỳ đã tổ chức các đoàn xe dài hàng dặm, các cuộc diễu hành bằng thuyền lịch sử và tham dự các cuộc meeting khổng lồ chưa từng có trong lịch sử. Dân chúng thậm chí còn đứng chật kín tại các sân bay và các sân vận động lớn. Năm đó, Tổng thống Donald Trump đã tích lũy được nhiều hơn 75 triệu phiếu bầu phổ thông, nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ Tổng thống đương nhiệm nào khác trong lịch sử. Thế nhưng, cuộc bầu cử đã bị gian lận và đánh cắp. Thật vậy, với việc thực hiện bỏ phiếu hàng loạt bằng thư và sử dụng các hệ thống bỏ phiếu đáng ngờ trên khắp đất nước, những tuyên bố của Donald Trump có giá trị nghiêm trọng đối với bất kỳ người Mỹ nào đã chứng kiến và trải nghiệm hiện tượng của phong trào MAGA, giữa bằng chứng về các băng đảng buôn bán phiếu bầu trên toàn quốc với các báo cáo về quy trình bầu cử bị che giấu ở những quận như là quận Maricopa, Arizona. Có một điều chắc chắn, tầng lớp quý tộc Washington và giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu đã bị chính quyền Donald Trump đe dọa sâu sắc. Cho đến ngày nay, họ sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn anh ta trị vì chiến thắng vào năm 2024. Họ sợ hãi về sự trừng phạt mà họ sẽ phải đối mặt vì những hành động đồi bại của mình. Nga và Ukraine đã rơi vào một cuộc xung đột ác liệt kể từ tháng 2 năm ngoái. Trung Quốc ngày càng trở nên hung hăng đối với Hoa Kỳ. Chuỗi cung ứng và thực phẩm đã rên rỉ dưới những tiếng gầm gừ quốc tế và trong nước đã gây ra cho các nhà sản xuất. Biden đã thực hiện mọi biện pháp có thể để cản trở mọi khả năng độc lập về năng lượng của Mỹ, đẩy các hóa đơn khí đốt, propan và năng lượng ra khỏi tầm mắt. Giữa việc Biden thúc đẩy các nhiệm vụ chuyên chế về vaccine và việc dần dần dẫn đến cuộc chiến toàn cầu tiềm tàng tại Ukraine, thiệt hại đã gây ra cho nước Mỹ chỉ trong 2 năm là điều khó có thể hiểu được. Donald Trump nói vào hôm thứ Bảy rằng, nếu họ thắng, chúng ta không còn đất nước nữa. Ông ấy đúng, việc nước Mỹ sa vào chủ nghĩa toàn cầu có thể bị chặn lại nếu người dân của đất nước này đoàn kết và mạnh mẽ chống lại cái ác không chỉ đe dọa chúng ta từ bên ngoài mà còn nguy hiểm hơn từ bên trong. Kẻ thù của chúng ta là những kẻ mất trí và điên cuồng. Họ không thể chịu đựng được việc họ không sở hữu tôi. Tôi không cần họ, tôi không cần bất cứ thứ gì về họ. Tôi không cần tiền của họ, họ không thể điều khiển tôi, họ không thể lay chuyển tôi và họ sẽ không bao giờ kiểm soát tôi và do đó họ sẽ không bao giờ kiểm soát bạn. Vào cuối ngày thì bất kỳ ai khác sẽ bị đe dọa, mua chuộc, tống tiền hoặc là xé xác. Một mình tôi sẽ không bao giờ rút lui. Những lời của Tổng thống đã minh họa một cách mạnh mẽ mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại của nước Mỹ. Các chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ gần như hoàn toàn bị nhiễm bẩn, không thể sửa chữa được của nạn tham nhũng hôi thối. Nếu bạn đưa tôi trở lại Tòa Bạch Ốc, triều đại của họ sẽ kết thúc và họ biết điều đó. Chúng ta sẽ xóa sổ hoàn toàn Deep State. Tôi sẽ sa thải các quan chức được bầu chọn và các thế lực đen tối đã vũ khí hóa hệ thống tư pháp của chúng ta theo cách nó chưa từng được vũ khí hóa trước đây. Để hoàn thành nhiệm vụ lịch sử và mang tính cách mạng này, Donald Trump đã đưa ra một loạt kế hoạch chính sách trong vài tuần qua, truyền sức sống mới vào nền tảng của nước Mỹ trên hết. Nếu được bầu làm Tổng thống một lần nữa, ông đã thề sẽ thực hiện những điều sau. Thứ nhất, kiềm chế Trung Quốc xâm lược và truy lùng gián điệp Trung Quốc trên đất Mỹ. Thứ hai, chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ. Thứ ba, bãi bỏ Bộ Giáo dục tham nhũng và xây dựng lại từ đầu. Thứ bốn, thực hiện kế hoạch bước nhảy lượng tử sẽ khuyến khích tạo thêm 10 thành phố tự do trên đất Mỹ và tạo điều kiện cho sự bùng nổ dân số. Thứ năm, khôi phục an toàn công cộng và thẩm quyền của lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ. Thứ sáu, ngay lập tức thu hồi các chương trình đào tạo công bằng theo chủ nghĩa cánh tả của Joe Biden cho các cơ quan liên bang. Thứ bảy, cấm giáo dục giới tính trẻ em đã được duy trì dưới chiêu bài quyền tự do lựa chọn giới tính. 8. Bảo vệ biên giới phía Nam và tiến hành cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy chết người. Thứ 9. Thực hiện chiến dịch trục xuất hàng loạt lớn nhất trong lịch sử đất nước để loại bỏ hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp đã tràn qua biên giới phía Nam rộng mở của Joe Biden. Và cuối cùng, khôi phục an ninh bầu cử và tính toàn vẹn ở cấp độ toàn quốc. Tổng thống Donald Trump nói với những người dân chúng rằng, với tư cách là Tổng thống một lần nữa, ông sẽ xử lý sạch sẽ những tổ chức tham nhũng. Ông sẽ làm triệt để hơn, mạnh hơn và nhanh hơn nữa. Bởi vì bây giờ tôi đã có kinh nghiệm và tôi biết người dân Washington đã thức tỉnh. Họ biết những người xấu, những người tốt, những người yếu và những kẻ mạnh. Sứ mạng của Tổng thống Donald Trump là đại diện cho tinh thần của nước Mỹ. Ông ấy đã trở thành người nổi tiếng nhất trong cả nước. Ông từng nhiều lần bị bắt bớ, vu khống, chế giễu, phỉ báng và tấn công mỗi ngày. Ông nói, kẻ thù của chúng ta đang tuyệt vọng để ngăn chặn chúng ta, bởi vì họ biết chúng ta là những người duy nhất có thể ngăn chặn họ. Họ biết rằng chúng ta có thể đánh bại họ, và đó là lý do tại sao tôi ở đây ngày hôm nay, và đó là lý do tại sao tôi đứng trước các bạn, bởi vì chúng ta sẽ hoàn thành những gì chúng ta đã bắt đầu. Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ chứng kiến trận chiến này đi đến chiến thắng cuối cùng. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tổng thống Donald Trump không chỉ là tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại, ông ấy còn là tiếng nói của những người Mỹ hàng ngày đang làm việc để nuôi sống gia đình. Họ là chiến binh chống lại các thế lực trong bóng tối của Deep State. Ông ấy đại diện cho công lý sắp tới sẽ đè bẹp những người nắm quyền đã lạm dụng quyền lực của họ trong cơn tuyệt vọng, những kẻ đang kẹp chặt gông cùm của chế độ chuyên chế quanh mất cá chân của công dân Mỹ. Ông ấy là khắc tinh mà chúng ta đã chờ đợi trong cuộc chiến nội bộ lịch sử và cuối cùng này, để tái lập Hoa Kỳ với tư cách là một quốc gia của những người tự do với những quyền bất khả xâm phạm, chỉ do một mình Chúa ban cho. Tổng thống Trump là một người chống nạo phá thai và sẽ cấm nạo phá thai muộn, trừ trường hợp do hiếp dâm, loạn luân hay là vấn đề sức khỏe. Tổng thống Donald Trump ủng hộ tu chính án thứ hai, phản đối việc kiểm soát súng đạn, ủng hộ việc sửa lại hệ thống điều tra lý lịch liên bang, nhờ đó tội phạm và các trường hợp thần kinh luôn được ghi chép vào hệ thống. Về vấn đề y tế, Tổng thống Trump ủng hộ việc thay thế đạo luật bảo vệ bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, thường được biết đến với tên là Obamacare, với kế hoạch thị trường tự do chăm sóc sức khỏe có cạnh tranh nhằm giảm giá thành. Tổng thống Trump phản đối việc hợp pháp hóa cần sa cho mục đích tiêu khiển, nhưng ủng hộ hợp pháp hóa cần sa cho mục đích y tế và cũng ủng hộ quyết định riêng của từng bang. Và cuối cùng, trong vấn đề nhập cư, Tổng thống Trump nhấn mạnh vào an ninh biên giới. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.